Võ thần chúa tể thuyết minh tập 1106-1107 Giết, giết thiên đế sơn tất cả mọi người Chớ văn sơn bạo nộ rồi, lửa giận ngút trời Bọn hắn chuyến này đánh lén thiên đế sơn mục đích là cái gì Còn không phải là vì một lần nữa mở rộng bọn hắn mạch gia Nhưng mạch gia tái hiện quan huy Nhưng bây giờ còn không có nhận được thiên đế sơn bảo vật đâu Hắn mạch gia còn sót lại võ đế cường giả nhưng lại vẫn lạc một nửa Đã kích như vậy, hắn mạch gia làm sao có thể tiếp nhận, phốc, phun ra một nguồn máu tươi, chớ văn sơn khí cấp công tâm, trực tiếp hộp máu, sau đó, bị giết khí bừng bừng, trực tiếp sát nhập vào thiên đế sơn trong hàng đệ tử, lập tức, vô tận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại cửu long đế tuyệt trận gia trì, cả kia tứ đại võ đế cử phách đều không thể ngăn cản chớ văn sơn tập sát. Còn dư lại những thứ này phổ thông đệ tử lại như thế nào chống đỡ được, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục bắn tung tóe, quá khốc liệt, mặt da trong cơn giận dữ, đằng đằng sát khí, không chút nào lưu thủ, giống như đồ tể đồng dạng thẳng hướng thiên đế sơn, đem toàn bộ thiên đế sơn hóa thành nhân gian địa ngục, chớ văn sơn giống như ma thần, thần cản giết thần. Ma cản giết ma, những nơi đi qua, đều tiếng kêu trên liên hồi, phanh phanh phanh, từng người từng người cường giả vẫn lạc, đặc biệt là võ hoàng cấp bậc võ giả, một quyền đi qua, trực tiếp nổ tung hơn 10 người, không có chút sức chống cự nào, trong chốc lát, toàn bộ Thiên Đế Sơn cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, giống như luyện ngục đồng dạng, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập. Vô cùng thê thảm, hiên viên đế quốc thánh địa Thiên Đế Sơn, triệt để hủy diệt hô. Chớ Văn Sơn phất tay, lập tức, vô số trữ vật giới chỉ tụ họp tới, bị hắn thu vào, mấy người các ngươi, đi đem cái này Thiên Đế Sơn bên trong bảo vật tất cả đều thu góp, nếu là gặp phải còn có người sống, trực tiếp giết chớ văn sơn hướng về phía còn dư lại mạch gia cường giả phân phó nói là lão tổ mạch gia còn dư lại bảy tám tên cường giả khẽ quát một tiếng trên mặt mang vẻ hưng phấn nhao nhau lướt vào thiên đế sơn bên trong bắt đầu trắng trợn vơ vét đây chính là hiên viên đế quốc thánh địa a toàn thịnh thời kỳ so với hắn mạch gia chắc chắn mạnh hơn trong này bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu nhiều vô số kể đặc biệt là nơi đây còn có trong truyền thuyết quy tắc chi thạch nhiều như vậy bảo vật như tất cả đều bị hắn mặc gia nhận được hắn mặc gia không ra mấy chục năm đem một lần nữa sừng sững ở vũ vực thậm chí càng thêm mở rộng cơ hồng trần bọn người thấy thế biến sắc cũng nhao nhao lướt đi chỗ sung yếu hướng thiên đế sơn bên trong còn không chờ các nàng tiến vào thiên đế sơn cung điện một đạo thân hình lóe lên ngăn ở trước người bọn họ chính là chớ văn sơn chớ văn sơn ngươi đây là ý gì cơ hồng trần sầm mặt lại liền khẽ quát Chúng ta song phương phía trước thế nhưng là đã nói xong, hôm nay Đế Sơn Bảo Vật, sáu thành thuộc về nhà họ Cơ chúng ta, ngươi chẳng lẽ là muốn đổi ý a? À? Đổi ý? Ha ha ha. Chớ Văn Sơn cười ha hả, tiếng cười càng rỡ, Cơ Hồng Trần, ngươi cũng là đường đường cừu gia cường giả. Như thế nào như thế ngây thơ? Ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu. Không sai, bây giờ Cơ Đức Uy không ở chỗ này chỉ bằng mấy người các ngươi thì phải làm thế nào đây? Đừng nói cơ đức uy không ở, liền xem như cơ đức uy tại, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần giết các ngươi, đổ tội ở trên thiên đế sơn trên thân, ai lại biết được chân tướng đâu. Chớ văn sơn đã lười nhát dưới ngụy trang đi. Hướng về phía mơ hồ thiên đại sư đạo, mơ hồ thiên đại sư, còn không khởi động trận pháp. Mơ hồ thiên đại sư cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm nhìn tầng trần cùng dao càng khôn không vừa mắt, ở nơi này trừ châu cùng cơ châu cảnh nội, căn bản vốn không cần giống như hắn ưu tú trận pháp đại sư, trận đạo đại sư chỉ cần hắn một cái là đủ rồi, quanh. Mơ hồ thiên đại sư thôi động trận pháp. Lập tức hào quang vạn trượng, từng đạo sáng chói trận văn tràn ngập, cửu long đế tuyệt trận một lần nữa thôi động đứng lên, vô số trận dưới ánh sáng, sáu đầu màu đen sát khí cửu long ngưng kết mà thành, trong nháy mắt đem Tần Trần một nhóm bao vây lại, Tần Trần trong lòng cười lạnh, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này chớ Văn Sơn vẫn là động thủ, chớ Văn Sơn. Ngươi sẽ không sợ nhà họ cơ chúng ta tức giận sao? Cơ Đức Quy trưởng lão nếu là trở về thấy cảnh này, tuyệt sẽ không tha ngươi mặt da. Cơ Hồng Trần một mặt kinh sợ, quát chói tai nói, ha ha, cơ Đức Quy. Các ngươi yên tâm, chờ tiêu diệt các ngươi sau đó, cái tiếp theo tự nhiên là đến phiên hắn, huống chi, hắn ở trên thiên đế sơn sơn chủ dưới sự đuổi giết có thể sống sót hay không? Còn chưa nhất định đâu. Chớ văn sơn không còn nói nhảm, thân hình thoát một cái, trực tiếp giết tới, mơ hồ thiên đại sư, ngươi tới giúp ta. Lão tổ ngươi yên tâm, liền mấy tên này, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Mơ hồ thiên đại sư thôi động trận pháp, lập tức sáu đầu màu đen sát khí cự long hướng tầng trần mấy người vét sạch tới, hơn nữa, tại trận pháp trấn áp xuống. Tần trần bốn người trên thân khí tức yếu đi rất nhiều, bị áp chế gắt gao, ta tới đối phó cái này chớ văn sơn, tần huynh, người đối phó mơ hồ thiên đại sư, đến nổi hai người các ngươi, giữ vững là xong. Giao càng không cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, phút chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người, một chưởng nhẹ nhõm vỗ ra, hừ, không biết sống chết. Chớ văn sơn cười lạnh, chết. Hắn quát lạnh, thân hình như điện, một chưởng vỗ phía dưới, khóe miệng phát họa nụ cười dữ tợn, hắn thấy, lấy thực lực của hắn, lại thêm chi cửu long đế tuyệt trận gia trì, cho dù cùng là đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc có thể ngăn cản được chính mình, cái kia cơ không một cái nho nhỏ hậu kỳ võ đế cự phách cũng nghĩ ngăn cản chính mình. Quả thực là không biết sống chết, có thế sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi, quanh, dao càng không xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay, phản phất có vũ trụ tinh thần đang xoay tròn, trực tiếp ngăn trở hắn một chưởng này, làm sao có thể? Chớ Văn Sơn trong mắt lập tức trợn lên, hoàn toàn không thể tin được, một cái nho nhỏ hậu kỳ võ đế cự phách, làm sao có thể nắm giữ cùng hắn địch nổi sức mạnh? Không không không. Không chỉ là ngang hàng, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Chớ Văn Sơn có Cửu Long Đế Tuyệt trận gia trì, mà giao càng không còn bị Cửu Long Đế Tuyệt trận đem áp chế, cùng lúc đó, cơ Hồng Trần cùng cơ Như Trăng cũng động cơ hồng trần đỉnh đầu, có đáng sợ quan ảnh hiện lên, là của nàng huyết mạch chi lực, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức đáng sợ, giống như siêu thoát hồng trần nữ hoàng. Trong lúc đưa tay, sát khí tràn ngập, trực tiếp đánh bay hai đầu màu đen sát khí cự long, mà cơ như trăng trong tay, cũng xuất hiện một thanh cổ phát thần kiếm, là viễn cổ đế binh phong tuyệt kiếm, viễn cổ đế binh bị kích hoạt, long ngâm đại chấn, cơ như trăng một kiếm chém ra, trận pháp lay động, lập tức đem lao thẳng tới mà đến hai đầu màu đen sát khí cự long cho đánh bay ra ngoài. Gầm thét liên tục, mà tần trần cũng động, hắn cười lớn một tiếng, thân hình như điện, bất diệt thánh thể thôi động đến cực hạn, đối mặt hai đầu màu đen sát khí cự long tập sát, vậy mà không tránh không né, phịch một tiếng từ hai đầu cự long ở giữa sông qua, đem hai đầu màu đen sát khí cự long chấn động đến mức ném đi ra ngoài, phát ra gào thét, sưu, tần trần bạo lướt như điện lao thẳng tới mơ hồ thiên đại sư, cái gì, giờ khắc này, mơ hồ thiên đại sư cùng chớ văn sơn trong mắt tất cả đều trừng bạo, tầng trần bốn người trong nháy mắt bạo phát ra viễn siêu bọn hắn khi trước thực lực, cho hai người rung động thật lớn, bảo vật này không tệ, bản thiếu muốn. Tần trần đi tới trung tâm trận pháp, không có trước tiên đối với mơ hồ thiên đại sư động thủ, mà là lóe lên phía dưới, đi thẳng tới cái kia ẩn chứa màu đen sát khí trong suốt hạt châu phía trước, một chưởng nhô ra, muốn đem cái kia màu đen trong suốt hạt châu hắn đã thấy rõ mơ hồ thiên đại sư mặc dù có thể trưởng khống cái này cửu long đế tuyệt trận dựa vào là chính là chỗ này trong suốt hạt châu thôn vệ ba đầu màu đen sát khí cự long sức mạnh phía sau hóa thành cái này cửu long đế tuyệt trận người thứ hai phó trận nhãn phụ trợ lấy rất nhiều trận kỳ đem mảnh này trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng mơ hồ thiên đại sư kinh sợ thân hình thoát một cái một bên điều khiển trận pháp vừa hướng chuẩn tần trần phát động mãnh liệt tiến công loãng xoảng bang hắn bây giờ là trận pháp người chủ trì tự nhiên có thể điều động trận pháp toàn bộ lực lượng lập tức vô tận hào quang đem tần trần nuốt sống phát ra kịch liệt quanh minh hừ xem ra các ngươi cũng đã sớm chuẩn bị quả nhiên có ý khác bất quá ở trước mặt lão phu mặc kệ các ngươi có cái gì mưu kế đều phải chết chớ văn sơn kinh sợ bây giờ cũng nhìn ra cừu gia người dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn dấu thực lực, bất quá, làm hắn kinh nghi là giao càng không thân phận, toàn bộ cừu gia, có thể cùng hắn tương đề tịnh luận ngoại trừ ông tổ nhà họ cơ cơ không cách nào bên ngoài, không có người thứ hai. Cho dù là cơ đức quy cũng không được, cơ đức quy mặc dù đột phá đỉnh phong võ đế cảnh giới, nhưng còn quá non nớt, chưa từng vào chớ văn sơn chi nhãn, có thế lúc nào cừu gia lại xuất hiện một cái như vậy cường giả đỉnh cao, hắn lòng lan giả thú, rõ rành rành chết cho nên dưới tức giận chớ văn sơn đem thân thể bên trong chân nguyên triệt để điều động hét lớn một tiếng chắp tay trước ngực chân nguyên hóa thành một cái khai sơn cự phủ hướng về giao càng không bổ tới ha ha có chút ý tứ hai trăm năm đi qua vừa vặn nhường lão phu kiến thức một chút bây giờ cái này vũ vực anh kiệt thực lực giao càng không khẽ cười một tiếng tiện tay đấm ra một quyền đánh vào cự phủ bên trên lực lượng kinh khủng phun trào Phản phất không giống đến từ thế giới này. Bành, cây búa lớn này lập tức bị chấn động đến mức nát bấy, mà quyền lực không giảm, đã hướng về Chớ Văn Sơn đánh tới, Chớ Văn Sơn cực kỳ hoảng sợ, sao lại có thể như thế đây, nếu như nói ngay từ đầu một kích kia, hắn vẫn có lưu thủ mà nói, như vậy phía trước một kích kia, hắn đã thi triển ra thực lực chân chính, nào có thể đoán được lại còn là bị một chiêu cho phá. Hắn vội vàng huy quyền nổ kích đem giao càng không quyền uy dư lực lập tức, nhưng thân hình nhưng là trong hư không không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, đằng đằng đằng, hắn mỗi lùi lại một bước hư không đều đang run rẩy, cả bầu trời đều giống như muốn nứt mở, đây là hắn ăn đến sức mạnh quá lớn, một bên lui, hắn còn một bên thổ huyết, tóc cũng là một chút một chút thẳng tắp. Giống như có người ở lôi kéo đồng dạng, rút lui thẳng đến hơn ngàn mét, hắn lúc này mới dừng lại, chỉ thấy trong hư không lưu lại liên tiếp dấu chân thật sâu, đây là quy tắc trong hư không dấu vết lưu lại, dần dần trừ khử, dấu chân chung quanh, tung xuống một cái đường tiên huyết, lão tổ. Lúc này thượng đế trong núi còn dư lại vài tên đang điên cuồng cướp đoạt mạc gia cường giả nhìn thấy màn này. Cũng là hải nhiên, hoàn toàn không thể tiếp nhận, đây vẫn là muốn nghịch thiên sao, lão tổ nhân vật nào. Đó là đỉnh phong võ đế, tại trận pháp gia trì, liền hậu kỳ võ đế cử phách đều có thể tàn sát, nhưng còn bây giờ thì sao? thế mà bị cừu gia một cái lão già oanh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thổ huyết, gặp quỷ sao, tất cả mọi người hoàn toàn không thể hiểu được. Giao càng không cười nhạt một tiếng, bây giờ vũ vực đỉnh phong võ đế chỉ có như thế chút thực lực sao, cỡ nào thất vọng a? À? Vừa nói, hắn một bên lắc đầu, đối với chớ văn sơn biểu hiện bất mãn hết sức, ngươi không phải cừu gia người. Chớ văn sơn gắt gao nhìn chầm chầm giao càng khôn, hô hấp có chút trầm trọng, hét lớn một tiếng, cừu gia nhân thân lên khí tức. Đều có chỗ giống nhau, bởi vì đều từng tiếp thụ qua cừu gia tổ địa tẩy lễ, huyết mạch cùng công pháp cũng có dị khúc đồng công chi diệu, mà mạch gia cùng cừu gia tranh đấu mấy trăm năm, đã sớm vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ, giao càng khôn để lộ ra khí tức, hoàn toàn không có cừu gia cái chủng loại kia cảm giác, bây giờ mới nhìn ra tới, cũng là đủ ngu ngốc. Giao càng khôn cười nhạo một tiếng. Thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, chợt xuất hiện ở chớ văn sơn trước người, một quyền đánh đi ra, tốc độ thật nhanh. Chớ văn sơn giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản, rầm rầm rầm, hai người lập tức chiến thành một đoàn, điên cùng giao thủ, mà đổi thành một bên. Cơ hồng trần cùng cơ như trăng hai người độc chiến sáu đầu nắm giữ cự phách võ đế thực lực màu đen sát khí cự long. Thân hình không ngừng lùi lại, rõ ràng ở vào hạ phong, đây là tự nhiên, cơ hồng trần cùng cơ như trăng thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi còn chưa đủ mà chút màu đen sát khí cự long mỗi một đầu cũng có cự phách võ đế tu vi hai người đối chiến ba bốn đầu có lẽ còn có phần thắng nhưng đối phó sáu đầu cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó trần thiểu đừng đùa nếu như chờ thượng đế núi sơn chủ đuổi trở về liền phiền toái cơ như trăng vội vàng truyền âm cho tần trần chờ chốc lát xong ngay thôi tần trần cười nhạt một tiếng trong tay phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, chính là thần bí kiếm rỉ, hôm nay thần bí kiếm rỉ trên thân, loan lỗ vết rỉ đã sớm biến mất 7-8 phần, chỉ còn lại mấy khối tối ngoan cố còn tại. Kiếm rỉ vừa ra, lập tức tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, hắn một kiếm chém ra, mơ hồ thiên đại sư lập tức kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp xuất hiện một đạo khe, máu tươi từ bên trong bão táp, ngươi đến tột cùng là ai? Sơ kỳ đỉnh phong võ đế, làm sao có thể mạnh như vậy? Mơ hồ thiên đại sư vừa kinh vừa sợ, hắn mặc dù tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong. Nhưng lại nắm trong tay cửu long đế tuyệt trận, lại đem trận pháp chi lực dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Có thể nói, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng kết hợp trận pháp, thực lực đã đạt đến cử phách cấp độ, thậm chí so với bình thường võ đế cử phách đều mạnh hơn, có thế lúc trước, vậy mà không phải tần trần một kiếm địch, đơn giản gặp quỷ đều. Tần trần một kiếm chém bay mơ hồ thiên đại sư không có thừa thắng truy kích mà là nhìn về phía cái kia trong suốt hạt châu trực tiếp lướt tới chỉ cần đem cái này trong suốt hạt châu cướp đi đại trận này liền có thể trưởng khống tại hắn tay đến lúc đó chém giết mơ hồ thiên đại sư không cần tốn nhiều sức ngươi mơ tưởng mơ hồ thiên đại sư kinh sợ vạn phần hắn thấy thế nào không ra tần trần ý nghĩ lập tức kinh hãi có thế lại không dám quá mức tới gần tần trần. Lập tức thôi động cái kia trong suốt hạt châu, muốn lợi dụng trận pháp chi lực, giảo sát Tần Trần, à, sớm đoán được ngươi có một chiêu này. Tần Trần cười lạnh, hắn vung tay lên, lập tức, một cái quỷ dị trận bàn xuất hiện ở giữa thiên địa, trận bàn tại Tần Trần dưới sự thúc dục. Lập tức bộc phát vô tận hồng quang, hóa thành một mảnh trận pháp lồng giam, đem cái kia trong suốt hạt châu lập tức bao vào, thiên khống vạn chuyển trận bàn, đây là khí điện thiên khống vạn chuyển trận bàn tại sao sẽ ở trong tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi là khí điện người? Mơ hồ thiên đại sư nhìn thấy thiên khống vạn chuyển trận bàn, trong nháy mắt mộng, thân là trận đạo đại sư. Hắn sao lại không biết bực này khí điện chí bảo, chỉ là chí bảo làm sao sẽ xuất hiện tại tầng trần trong tay, chỉ là không đợi hắn khiếp sợ trong lòng rơi xuống, thiên khống vạn chuyển trận bàn biến thành trận pháp, lập tức đem cái kia trong suốt hạt châu cho bao phủ đi vào, lập tức cắt ra nó cùng mơ hồ thiên đại sư liên hệ mơ hồ thiên đại sư lập tức phát hiện mình cùng trong suốt hạt châu ở giữa liên lạc một chút tử biến mất. Không tốt. Mơ hồ thiên đại sư kinh hải, hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất, chính là cái này cửu long đế tuyệt trận, một khi cửu long đế tuyệt trận quyền khống chế bị đoạt, đáng giận, ta còn có rất nhiều trận kỳ, ngươi mơ tưởng cướp đi lão phu khống chế đại quyền. Hồng thiên đại sư biết sự tình đã đến vạn phần nguy cấp tình cảnh, vội vàng thôi động chính mình bày ra trận kỳ, ông, lập tức hào quang vạn trượng, trong hư không, từng viên trận kỳ xuất hiện, muốn một lần nữa trưởng khống đại trận, tần trần mỉm cười, liền chờ ngươi làm như vậy đâu. Hai tay của hắn kết ấn, liền dẫn động trong đó bị chính mình từng dở trò trận kỳ, sau đó hồn thiên đại sư liền kinh hải phát hiện, rất nhiều trận kỳ bên trong có mấy chục cây trận kỳ quyền khống chế, vậy mà thoáng cái biến mất, hơn nữa cái này mấy chục cây trận kỳ phát sáng. Vậy mà tại đảo ngược khống chế những thứ khác trận kỳ, trời ạ, à. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vừa sợ vừa loạn, mắt sáng lên, liền thấy tầng trần thế mà ở một bên nhanh chóng kết ấn, mà kèm theo tầng trần kết ấn, vô số trận kỳ nhao nhao bị tầng trần trưởng khống, là tầng trần đang làm trò quỷ. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hồng Thiên Đại Sư như thế nào cũng không thể nào tin nổi ánh mắt của mình, lấy tu vi của hắn, tại trận kỳ tranh đoạt phía dưới. Lại còn không sánh bằng tầng trần, nhưng những này trận kỳ cũng đều là hắn tế luyện A ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy nhìn từng cây trận kỳ bị tần trần trưởng khống, hồn thiên đại sư triệt để rối loạn tay chân, ánh mắt của hắn phát lạnh, biết mình chỉ có dùng một chiêu này, bởi vì này chút trận kỳ là tuyệt đối không thể sai sót, ngươi quá kiêu ngạo. Chết cho ta. Hồng thiên đại sư ngang tàn ra tay, quanh, vô tận hung diễm phô trương, hắn diện mục dữ tận, tay phải giống như hóa thành cự thú tiền sử chi trảo, hướng về tầng trần bắt tới, hơn nữa, Hắn hai cái đồng tử trong nháy mắt biến thành đen như mực, một cổ âm lãnh sức mạnh phút chốc quét sạch đi ra, là linh hồn xung kích, đây là hồn thiên đại sư tất sát tuyệt kỹ. Hắn linh hồn này bí thuật, liền hậu kỳ võ đế cử phách đều có thể trọng thương, một khi tầng trần linh hồn tổn thương, tinh thần rối loạn thời điểm, hắn liền thừa dịp cơ hội, đem tầng trần tại chỗ chém giết, một lần nữa đoạt lại Cửu Long Đế tuyệt trận quyền thống chế, ông đáng sợ lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền tiến vào tầng trần não hải quả nhiên tần trần ánh mắt trong nháy mắt thừa ra một chút tới. Cả người ngơ ngơ ngát ngát, ôm đầu, phát ra gào thống khổ, ha ha, thành công. Hồng thiên đại sư cười to, lại không có một điểm ngoài ý muốn chi ý, đây là tự nhiên, hắn linh hồn này xung kích, liền hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể trọng thương, tần trần bất quá một cái sơ kỳ đỉnh phong võ đế, coi như trận đạo tu vi cường hãn một chút, nhưng ở linh hồn phương diện, lại có thể mạnh đến mức nào, một chiêu trúng tuyển, hồn thiên đại sư lập tức nhào lên, một trảo đánh phía Tần trần, chỉ lát nữa là phải bắt trúng Tần trần, đã thấy lúc trước còn ôm đầu đau đớn gào thét không dứt Tần trần đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười, nơi nào còn có nửa điểm đau đớn không chịu nổi bộ dáng, có phải hay không bị giật mình. Liền điểm ấy linh hồn sung kích, cho bản thiếu cù lét còn tạm được. Tần Trần nhếch miệng nở nụ cười, tại hồn thiên đại sư trong ánh mắt hoảng sợ, tay phải nắm đấm, kinh khủng chân nguyên ngưng kết, quanh, hắn vung ra nắm đấm, hướng về hồn thiên đại sư đánh ra, vô tận sát lục quyền ý lập tức ngưng kết cùng một chỗ, bộc phát ra vô tận quyền uy, bành. Tần trần nắm đấm thế như trẻ tre, hồn thiên đại sư cự trảo chỉ là đụng một cái liền nát. Sau đó, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, hồn thiên đại sư lộ ra vẻ hoảng sợ, quát ầm lên, đừng giết ta, ta nguyện thần phục ngươi, đừng giết ta, hắn cảm thấy tử vong phủ xuống, trước tiên cầu xin tha thứ gầm thét, ngươi quá yếu, điểm ấy trận đạo tu vi, bản thiếu còn chướng mắt. Tần Trần cười nhạt, hồn thiên đại sư dạng này người. Hắn thật đúng là lười nhát khống chế, một cái là lãng phí linh hồn lực, thứ hai là nếu như mặt gia triệt để bị diệt, phiêu miễu cung tất nhiên sẽ tới điều tra, nếu như hồn thiên đại sư còn sống, nhưng phiêu miễu cung phát hiện dị thường của hắn, ngược lại sẽ cho cừu gia tìm phiền toái không bằng giết tính toán, bành, vẹn vẹn một quyền mà thôi, không có trận pháp sức mạnh hộ thể hồn thiên đại sư liền bị sinh sinh đánh thành cạn bã. Hồn thiên đại sư vừa chết, tần trần lập tức liền khống chế được tất cả trận kỳ, mà lùi lại khai thiên khống vạn chuyển trận bàn, đem cái kia trong suốt trên hạt châu hồn thiên đại sư tinh thần lạc ấn trong nháy mắt xóa đi, điêu khắc lên tinh thần của mình lạc ấn, ông, nhưng hắn tinh thần lạc ấn rơi vào cái kia trong suốt trên hạt châu sau đó, Tần Trần lập tức cảm giác đối với toàn bộ trận pháp quan sát càng thêm rõ ràng. Toàn bộ cửu long đế tuyệt trận vô số trận văn cùng trận phù cũng biết tích lộ ra tại hắn trong đầu, đó cũng không phải bởi vì hắn nắm trong tay cửu long đế tuyệt trận nguyên nhân, mà là cái này trong suốt trong hạt châu ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh, nhưng Tần Trần đối với trận pháp quan sát càng thêm nhạy cảm cùng nhỏ bé, Tần Trần lập tức đại hỷ, đây thật là cái bảo bối. Không nghĩ tới lần này thượng đế núi hành trình, lại còn có dạng này thu hoạch, có cái này trong suốt hạt châu, về sau hắn đối mặt đủ loại trận pháp, đem càng thêm thuận buồn xuôi gió, phá giải đi càng thêm nhẹ nhõm, không tốt. Chớ Văn Sơn thời khắc chú ý tần trần cùng hồn thiên đại sư chiến đấu, nhìn thấy hồn thiên đại sư bị giết sau đó, lập tức kinh hãi, trên mặt mang vẻ dữ tợn. Trong lòng nổi giận vô cùng, hắn biết hết thảy đều xong, hắn cùng giao càng không càng đánh lại càng kinh hãi hắn biết rõ mình tại cửu long đế tuyệt trận gia trì, đều chém giết không được giao càng khôn, một khi đã mất đi cửu long đế tuyệt trận gia trì, nhất định sẽ lâm vào nguy cơ, cho nên tại hồn thiên đại sư rơi xuống trong nháy mắt, chớ văn sơn lập tức cắn răng một cái. Quanh một tiếng phóng lên trời, càng là muốn trốn khỏi nơi đây, tần trần tự nhiên không đáp ứng, hắn khống chế trận pháp. Lập tức nguyên bản tiến công cơ hồng trần cùng cơ như trăng sáu đầu màu đen sát khí cự long trong nháy mắt tại chớ văn sơn đỉnh đầu ngưng kết, hướng hắn nhào tới, đây chính là báo ứng xác đáng, lăn đi. Chớ văn sơn gầm thét, quanh, trên người có đáng sợ âm u lạnh lẽo chi khí bột phát. Càng đem cái này sáu đầu sát khí cự long hết thảy đánh bay ra ngoài, thân hình tiếp tục không ngừng, hắn biết chỉ có xông ra cái này cửu long đế tuyệt trận, mới có hy vọng còn sống, ha ha, nào có chuyện tốt như vậy. Tần Trần nhìn về phía chớ Văn Sơn, hướng về chớ Văn Sơn lập tức giết tới, hưu, thần bí kiếm trĩ huy động, ngập trời kiếm khí giống như đại dương mênh mông trong nháy mắt chém xuống lăn chớ văn sơn giận dữ hắn đánh không lại dao càng khôn trong lòng vốn là vô cùng phẫn nộ bây giờ thấy một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ đế cũng dám ra tay ngăn cản lập tức càng thêm phẫn nộ thật sự coi chính mình dễ ức hiếp sao hắn ra tay vô tận màu đen khí tức âm lãnh tại trên nắm tay ngưng kết bột phát ra một kích mạnh nhất hắn muốn tóm lấy cơ hội này thuận thế đem tần trần đánh giết, cứ như vậy, song phương cũng không có trận pháp gia trì, có lẽ còn có một chiến chi lực, cho nên, một kích này đại biểu hắn một kích mạnh nhất, thậm chí trong thân thể huyết mạch chi lực đều thúc giục, đang thiêu đốt, dưới một quyền, trận pháp đều ở đây ù ù oanh minh, muốn vỡ ra, hắn cho là tần trần sẽ trốn. Trong đầu đủ loại ý niệm lấp lóe, tính toán tần trần sẽ tránh phương hướng, có thể để hắn không ngờ tới chính là, đối mặt hắn một quyền này, tần trần vậy mà không tránh không né, bành, kiếm quyền va chạm, giữa thiên địa lập tức sinh ra Eslosino, tần trần oanh một tiếng bị oanh bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra một nguồn máu tươi, có thế chớ văn sơn cũng không dễ chịu. Bên dưới một kiếm, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô tận sát lục chi lực muốn xông vào thân thể của hắn, đang điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn, làm sao có thể. Hắn kinh hãi, tại chính mình dưới một quyền, Tần Trần vậy mà không chết, hơn nữa liền huyết đều không nhả, hoàn toàn không có bị thương nặng bộ dáng, ha ha, chết. Mà ở hắn chấn kinh thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giao càng không chẳng biết lúc nào đã tới phía sau hắn, thừa dịp trong cơ thể hắn chân nguyên sôi trào, bị giết chóc chi khí cho chơi đùa trong nháy mắt, bàn tay nhô ra, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt đâm vào chớ văn sơn sau lưng của bên trong, tiên huyết phun tung tóe, chớ văn sơn ngơ ngẩn nhìn xem từ bộ ngực mình vươn ra tay trưởng, lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, phanh, sau đó. Hắn nổ tung, cơ thể đi phiên đô, hóa thành vô số khối, đầy trời huyết vũ lập tức bay lả tả rơi xuống. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.